ngày 6 tháng 11, trên mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một thanh niên lái xe máy tốc độ cao, kéo lê cô gái trên một đoạn đường dài khiến nhiều người xem bức xúc. Theo xác minh của Tuổi Trẻ Online, đoạn video trên liên quan đến một vụ cướp giật tài sản xảy ra vào khoảng 11 giờ 25 trưa ngày 6 tháng 11 trên đường số 8, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Hiện công an quận Bình Tân đã làm việc với cô gái nạn nhân bị thương nhẹ và đang khẩn trương điều tra truy xét.